Gia chủ vô cớ bị kẻ lạ mặt liên tục hù dọa nhà bằng mắm thối, sơn, gạch đá suốt 2 năm. Sáng 22 tháng 7, ông La Văn Bộ, 56 tuổi, ngụ thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết vừa gửi đơn đến công an xã Cát Khánh và công an huyện Phù Cát trình báo về việc gia đình liên tục bị hai thanh niên ở địa phương hù dọa bằng mắm thối, sơn, gạch đá suốt 2 năm qua. Theo ông Bộ, hai thanh niên liên tục ra tay với gia đình ông trong thời gian qua là anh em ruột NTS và NDL cùng ngụ ở địa phương. Lần đầu tiên là vào một đêm cuối năm 2021, hai thanh niên này đã tạt sơn, mắm thối vào nhà ông. Tiếp đó, hai thanh niên này liên tục dùng sơn, mắm thối, gạch đá vào nhà ông vào đêm khuya. Vụ việc đã được gia đình ông trình báo công an xã Cát Khánh và các cơ quan chức năng địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Lần gần đây nhất là vào lúc 23 giờ 57 phút đêm 19 tháng 7, khi cả gia đình ông La Văn Bộ đang ngủ thì bất ngờ bị hai anh em ruột NTS và NDL đi xe máy đến trước cổng, dùng nhiều gạch đá ném vào nhà. Vụ việc đã được camera an ninh của gia đình ông ghi lại và trình báo cơ quan chức năng. Theo ông Bộ, cuối năm 2021, anh em S và L có đến nhà ông yêu cầu trả 150 triệu đồng mà họ cho rằng con trai ông là LTD 31 tuổi ngụ cùng địa phương vay nóng của họ với lãi suất 60% một tháng. Do con trai đang ở xa nên vợ chồng ông Bộ yêu cầu anh em S và L đưa giấy vay mượn để gia đình thanh toán dứt điểm. Tuy nhiên, anh em nhà này chỉ nói nợ tiền mà không đưa ra giấy vay mượn nên vợ chồng ông Bộ từ chối trả tiền. Sau đó, nhà ông Bộ liên tục bị hai anh em hù dọa bằng mắm thối, sơn, gạch đá vào đêm khuya. Trong khi đó, tôi gọi điện hỏi con trai tôi đang ở xa hỏi, thì nó nói có vay tiền của anh em họ, nhưng không đến số tiền mà họ báo nợ. Vụ việc chỉ có vậy mà anh em họ liên tục đến nhà tôi tạt sơn, mắm thối và ném gạch đá. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm vụ việc này để vợ chồng tôi còn yên ổn làm ăn, ông Bộ bức xúc. Còn bạn, bạn thấy sao về pha hù dọa nhà dân trong suốt 2 năm ròng rã này? Comment cho chúng tôi biết với nhé! Đừng quên đăng ký theo dõi kênh YouTube Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!